Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Phụ Tùng Xe Tải. Em là Sơn và trong video hôm nay em xin giới thiệu đến anh em đó là mâm móc hay còn gọi là bàn đĩa của xe đầu kéo. Trước mắt anh em đây thì là đây là mâm đầu kéo hổ bồ có cổ là cổ nhỏ cổ 50, chân là 16 lỗ bắt. Hàng này thì có độ dày là dày 10 ly, chịu tải trọng lên đến 50 tấn. Ngoài ra bên em còn nhập khẩu về các loại mâm dày 8, dày 10 và dày 14 ly, chân 12 lỗ và 16 lỗ. Ngoài ra thì bên em có cung cấp các loại mâm như mâm rót, mâm xoay 4 chiều lắp được trên các dòng xe như Volvo, Sangman, Hyundai, Trang Long, vân vân. Thì hiện tại hàng đang có sẵn tại hai chi nhánh 1 tại Long Biên, Hà Nội, chi nhánh 2 tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu anh em có nhu cầu, xin vui lòng liên hệ qua hotline Mr. Sơn 0962 820 686. Sau đây em sẽ kết thúc video tại đây. Trân trọng cảm ơn.